Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh vlog của Dứa Dần. Nhìn đây này. Ngày hôm nay khi mà mình thực hiện cái vlog này cũng là lúc mà mình vừa mới kết thúc buổi tiệc sinh nhật của mình. Mình thực sự cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được rất nhiều người thân, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp tặng quà trong ngày hôm nay. Thực sự thì mình thấy là cái cảm giác mà được nhận quà nó rất là hạnh phúc. Bởi vì là khi mà mình được nhận quà thì có nghĩa là vẫn còn có những người quan tâm và yêu mến mình. Và mình tin chắc rằng là cái cảm giác vui khi mà được nhận quà này không chỉ ở trong mỗi chúng ta mà còn ở những chú thú cưng nữa. Vậy nên là khi mà mình nhận được những cái niềm vui này thì mình rất muốn share cái cảm xúc được nhận món quà cho anh bạn Bobby bé nhỏ của mình. Cho nên là dù hôm nay là sinh nhật mình nhưng mình cũng đã chuẩn bị riêng một món quà dành cho Bobby. Ta-da! Mọi người thử đoán là cái gì xem nhỉ? Một hộp quà rất là to. Tuy nhiên thực ra cái ruột bên trong của nó không được to như vậy đâu. Vậy thì xem là cái gì nhá. 1, 2, 3. Ta-da! Đây là một chiếc áo đa năng dành cho cún cưng. Cún cưng biết không? Thực ra mình đặt cái chiếc áo này ở trên Shopee và nó không quá là đắt, chỉ có mấy chục nghìn thôi. Thế nhưng mình thấy là nó được quảng cáo là đa năng rất là nhiều cái tác dụng. Thứ nhất thì là vừa là chiếc áo bao bọc bảo hộ cho cún cưng của bạn. Thứ hai là có thể dùng làm áo để dắt chó ra ngoài đi dạo. Và thứ ba là nó có một cái tác dụng là thay cho cái điệu, giống như là điệu em bé thì các bạn có thể điệu cún cưng đeo cái này vào ra người. Mình cũng chưa trực tiếp trải nghiệm, sau đây mình sẽ cùng với cả Bobby trải nghiệm cái này đấy nhé. Cái món đồ này khá là mới nên mình chưa muốn nó bẩn nhanh, cho nên là mình cũng sẽ massage qua cho Bobby để gạt bớt những cái lông thừa đi nhé. Ta-da! Là chiếc găng tay quen thuộc trong cái vlog về massage dành cho cún cưng. Bắt đầu massage nhá. Gạt bớt lông đi nào. Hôm nay Bobby đã quen với cả cái găng tay này rồi nên là không còn quá dễ dụa như trước nữa. A few moments later. Ok. Xong rồi, là găng tay lại dính đầy lông này. Một lát nữa mình cũng sẽ phải đi tẩy cái lông trên găng tay đi để lần sau sử dụng tiếp. Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc thử cái này ra xem là nó như thế nào nhé. Mình thấy có một vài màu khá là nổi bật như là màu xanh hoặc là màu vàng, màu hồng. Nhưng mà mình thích là màu cam bởi vì là nó là nổi nhất. Kích thước của cái này là size M, hy vọng là sẽ vừa với cả Bobby. Nhưng mà sau này khi mà Bobby lớn thì chắc là mình cũng sẽ pass lại cái này cho người khác thôi, bởi vì là có thể là nó cũng không to lắm. Ở đây là có một cái như là một cái áo như thế này, có chân để cho các chú cún xỏ vào, và cái dây này. Cái dây này thì có thể là đeo vào vai như thế này này, để cho các chú cún đi luồn vào, giống như là một cái túi. Bobby nó có vẻ là rất là hứng thú, như là một cái túi đeo ngang hông như này rất tiện cho các bạn đi xe máy. Theo như mình thấy quảng cáo là đây, cái dây này có thể bỏ ra để thành dây rất cún nữa, rất là tiện lợi. Bây giờ mình sẽ mặc thử cho Bobby nhé. Bobby thích không? A few moments later. Trời ơi, buồn quá, lại một lần nữa mình mua đồ fail rồi. Thực ra thì cái đồ này không phải là không đúng loại cho chó corgi, nó đúng với form người. Tuy nhiên là mình đã chọn phải cái size nó bé quá.
có lẽ là mình nên lấy một cái size L hoặc là size XL. Cái áo của Bobby này này mình chỉ có thể cho được hai chân trước vào thôi, hai chân sau thì không thể cho vừa được. Như vậy là sơ sơ thì Bobby đã có được một cái áo như thế này. Mình sẽ thử bắt cái dây này vào đây nhé. Đó, như vậy là đã có được một cái dây như thế này. Với cái dây như thế này thì rất là tiện cho mình khi mà muốn đưa Bobby đi ra ngoài, đi xa mà không muốn nhốt cu cộng vào trong chuồng, hoặc là nhốt vào trong những cái túi đựng hộp bé bé. Corgi thường rất ghét những cái nơi chật hẹp mà. Đó, như vậy là mình có thể mang được cái chú chó Bobby bên người như thế này. Ngoài ra thì cái dây quai vừa rồi các bạn thấy là nó có thể nới ra như thế này, và mình có thể kéo dài nó ra rơi đến khoảng độ hơn 1 mét. Như này cũng ôi dài quá không kéo được hết. Bobby, Bobby. Bobby rất thích cắn cái dây này. Nào. Và cái áo này mình cũng sẽ không thường xuyên cho Bobby mặc, bởi vì thứ nhất là nó bé, thứ hai là vì cái chất nó mình cảm giác là nó vẫn hơi nóng. Và hiện tại đang là mùa hè và các chú chó này thì rất là dễ bị sốc nhiệt, nên các bạn hạn chế cho mặc những cái đồ như là quần áo vào mùa hè. Và thứ hai nữa là Bobby mới được có 2-3 tháng tuổi thì vẫn đang trong tuổi lớn, nên hạn chế mặc những cái đồ ôm bó sát vào người để cơ thể chú có thể phát triển toàn diện nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video sàn này. Nếu như các bạn thấy hay và muốn ủng hộ mình và Bobby cho chặng đường sắp tới thì đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn.